Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay của hai quốc tế đại sư Việt Nam, Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo. Trong trận này thì Lại Lý Huynh gặp Phùng Gia Tấn của Hồng Kông và Nguyễn Thành Bảo gặp Lô Quốc Hào của Singapore. Mà bạn xem trận đầu tiên, Nguyễn Thành Bảo cầm đỏ đầu tiên, còn Lô Quốc Hào của Singapore cầm đen đấu hậu, mà bạn thưởng thức.
将军。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 tốt xấu bình năm chiếu tướng bắt pháo võ xá trên đây thì quá khó. Lưu Bất Hào đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp trận thứ hai. Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên gặp Hùng Gia Tấn của Hồng Kông cầm đen đấu hậu. Mời bạn thưởng thức.
将军。 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 将军。
Xin chào Liên Huynh.将军。 Chơi đến đây thì hai bên đồng ý qua cờ. Video của mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.